Thưa quý vị, đây là những chiếc gối xếp trong tranh vẽ và ảnh chụp từ thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20. Còn ngay sau đây thì là chiếc gối xếp được đăng ký quyền bảo hộ kiểu dáng công nghiệp của đơn vị mang tên là Ỷ Vân Hiên. Việc đăng ký bảo hộ này đang tạo ra một làn sóng tranh cãi trên nhiều diễn đàn của các bạn trẻ yêu mến văn hóa truyền thống khi mà một sản phẩm có lịch sử lâu đời vô tình lại có đơn vị đăng ký sở hữu kiểu dáng. Và điều mà nhiều người quan tâm văn hóa quan tâm nhất ở đây là nếu như mà đơn đăng ký đó có hiệu lực thì sẽ như thế nào? Các tổ chức cá nhân khác có được thừa hưởng những giá trị mà ông cha đã để lại nữa hay không? Bởi theo hiểu biết thông thường thì đã là sản phẩm truyền thống thì tài sản đó sẽ thuộc về cộng đồng chứ không phải là thuộc sở hữu cá nhân. Phản đối Ỷ Vân Hiên, dám đem gối xếp truyền thống có từ cách đây vài trăm năm ra để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. Hãy đưa những giá trị truyền thống về đúng vị trí của nó. Đó là một trong rất nhiều ý kiến đã được đưa ra khi sự việc chiếc gối xếp truyền thống được Ỷ Vân Hiên mang đi đăng ký quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp, và lý do mà đơn vị này đưa ra là việc đăng ký như đấy làm chuyện hết sức là bình thường của rất nhiều các doanh nghiệp khi đưa ra bất cứ một sản phẩm nào ra thị trường nhằm mục đích là sản xuất với quy mô công nghiệp, với quy mô để quy chuẩn cái chất lượng của mình. Trước khi đơn vị Ỷ Vân Hiên đưa ra sản phẩm này ra thị trường, chiếc gối xếp đã có mặt với muôn hình vạn trạng, kiểu dáng khác nhau. Đơn vị này cho rằng cái gọi là quy chuẩn truyền thống dường như là không có khi các sản phẩm gối xếp được biến tấu, sáng tạo muôn vẻ như vậy. Thì với đơn vị của chúng tôi, khi chúng tôi bắt tay vào phải nghiên cứu, mất một thời gian rất là dài để hệ thống lại quy chuẩn, và chúng tôi có công khai về vấn đề là học hỏi, được truyền nghề và được làm việc với một nghệ nhân là mẹ công Tôn Trí Huệ được cách rất là nhiều năm, và không có nghĩa là chúng tôi độc quyền cái sản phẩm đó, vẫn là chúng tôi thu mua lại sản phẩm từ mẹ, hoặc là sản phẩm của chúng tôi thì không có nghĩa là các đơn vị khác không được làm, mà chúng tôi quy chuẩn cái chất lượng. Vậy thì khi chúng tôi đưa một sản phẩm ra thị trường và muốn sản xuất một số lượng nhiều, một số lượng lớn công nghiệp thì cũng phải có cái đăng ký bảo hộ. À, đại ý cái cỡ đấy là của sản phẩm của Ỷ Vân Hiên. Với ông Trịnh Bách, chuyên gia về trang phục nhà Nguyễn, người có công phục hồi lại chiếc gối xếp truyền thống khi sản phẩm này có nguy cơ mai một, cũng bày tỏ quan điểm khi sản phẩm này được đăng ký bảo hộ. Cái gối trước giờ là cả mấy trăm năm, có khi cả ngàn năm có thể là vẫn dùng cái gối tựa đó. Thì cái hình dạng và cái công năng của gối tựa đó thì không thể làm bản quyền cho ai được. Còn nếu mà những cái hoa văn trên gối tựa thì cũng khó mà làm bản quyền lắm, là tại vì tùy cái người thêu thì nó cả trăm cả ngàn cái hoa văn đó. Thì lấy hoa văn nào làm chuẩn để mà làm bản quyền. Các ý kiến cũng cho rằng việc đem đơn đi đăng ký là quyền lợi hợp pháp của một cá nhân. Tuy nhiên về luật, cá nhân Nguyễn Đức Lộc không phải là tác giả của sản phẩm gối xếp, vì đơn vị này xác nhận được truyền nghề từ mẹ công Tôn nữ Trí Huệ sống tại Huế. Về lý, không có lý nào rằng tư hữu hóa di sản truyền thống của Trung là đúng hoặc đáng tự hào. Hiện nay thì đơn đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp với chiếc gối này đã được Ỷ Vân Hiên gửi tới Cục Sở hữu Trí tuệ. Việc này khiến cho nhiều người thắc mắc rằng là tại sao mà một sản phẩm như vậy lại được Cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận về việc đăng ký bản quyền. Vậy thì thực hư câu chuyện ấy như thế nào? Thì mời quý vị hãy cùng đến với phóng sự ngay sau đây. Hồ sơ gối tựa được gửi tới Cục Sở hữu Trí tuệ từ năm 2018. Hồ sơ này đã thông qua bước thẩm định hình thức vì có đầy đủ các giấy tờ và sau đó được công bố trên công báo sở hữu công nghiệp. Dù có hình dáng tương tự như các kiểu dáng gối tựa cung đình Huế, nhưng có cái hoa văn, tức là cái phần vải bọc bên ngoài của gối thì nó khác biệt. Mà chúng tôi tìm thấy cái vải này đã bộc lộ công khai cũng như đã sử dụng trên thị trường trước cái ngày nộp đơn của họ. Vì vậy mà cái đơn này chúng tôi đã ra thông báo từ chối cấp văn bằng. Thông thường, một sản phẩm đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ phải trải qua các bước như sau: nộp đơn, thẩm định hình thức, đơn hợp lệ sẽ được công bố đơn, sau đó là thẩm định nội dung, nếu đạt yêu cầu sẽ công bố bằng văn bản. Sau đó là thẩm định nội dung, nếu đạt yêu cầu sẽ công bố bằng văn bản. Nộp đơn là sau cái ngày bộc lộ công khai của cái nguồn thông tin, là cái việc mà thẩm định viên nay đang phải có nhiều vướng mắc. Đối với cả loại hình dân gian thì ở đây chủ sở hữu thuộc nhóm người mà đã xây dựng và sáng tạo lên từ dân gian và trong rất là nhiều lâu đời rồi. Trước đây, một ai đó đã lỗ đăng ký tác quyền những làn điệu cao cổ, khiến tài sản chung của dân tộc không thể thực hiện sứ mệnh văn hóa. Khi bản quyền sản phẩm văn hóa dân gian chưa được coi trọng, cũng chưa có một cơ chế bảo vệ chung, thì nhiều cá nhân lại quá cẩn thận đăng ký bản quyền sản phẩm, mà đáng lẽ ra họ cần tự tìm hiểu thật kỹ trước khi nộp đơn đăng ký. Hiện nay thì Cục Sở hữu Trí tuệ cũng đã nhận được những lá đơn phản đối về việc cấp văn bằng bảo hộ kiểu dáng công nghiệp như thế này, và chắc chắn rằng là việc đăng ký sở hữu kiểu dáng công nghiệp với một sản phẩm sẽ được thực hiện dựa theo luật sở hữu trí tuệ, mà trước tiên phải đảm bảo những tiêu chí căn bản như là tính mới hay là tính sáng tạo.